Ok, chào mừng các bạn trên channel của Omega TFT. Thì cũng lại là khá là lâu mà chưa quay được video. Thì hôm nay mình sẽ vào một cái video về game, mà là một con game nó khá là nổi trong mấy tuần đây. Mà con game này kiểu như khá là thích hợp cho các bạn kiểu như để giải trí cũng như gặp những bạn khác trong mùa dịch này. Mà chắc bây giờ cũng ít cho hơn, tại vì trong năm phòng mới mình bắt đầu nữa rồi. Mình trong vài ngày nữa là chuẩn bị đi nhận lớp khai giảng của mình, bắt đầu đi học. Vậy là cái năm 12 khổ nhất của mình chuẩn bị bắt đầu rất là nhiều học á. Thì mình muốn cho các bạn là những bạn đặc biệt là những bạn 2K4 á, 2K4 á, mình cũng là 2K4 luôn á. Chúc bạn kiểu như là cố gắng học tập nhiều hơn, kiểu như đạt được nhiều thành quả, cũng như là đầu đại học vô trường mà các bạn ưng ý nhất để tiến tới ước mơ của mình. Và cộng thêm vài dịch nữa là các bạn hãy luôn tuân thủ chỉ thị 16, luôn luôn ở nhà giãn cách với xã hội để bảo vệ cộng đồng, và nhớ là thực hiện cái thông điệp 5K nha, để như là bảo vệ cộng đồng và bảo vệ bản thân khỏi Covid. Và lưu ý nữa là dạo đây là khoảng mấy tuần trước khá là lâu, là hiện tại có nhiều cái tài khoản Facebook bị hack. Cho nên là những bạn nào kiểu như là đang cố chia sẻ những thông tin cá nhân cho những cái kiểu như là những trang web không rõ nguồn gốc á, thì các bạn hãy dừng lại cái hành động đó nha. Có khi những hành động đó là các bạn đang tự kiểu như là bóp nát cái tài khoản của mình á, đang tự bóp nát cái tài khoản á, kiểu như là bị hack, rồi như là nó cái như bị xóa tài khoản vĩnh viễn luôn tại Facebook á. Cho nên là những bạn nào, các bạn hãy nhớ là cài cái mật khẩu kiểu như là khó tìm ra, kiểu như là họ là nhóm, kiểu như là chuyên gia, kiểu như là trà mật khẩu gì đó, kiểu như là cao gặp một cầm mật khẩu mạnh mà đến mất mấy cái tên hacker đó, kiểu như khó nghĩ ra đấy. Đó là những gì mình muốn nói thôi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nói một con game này khá là nổi trong mấy tuần đây, đó là Play Together. Đây là một con game kiểu như là chơi kiểu như là game online, nó kiểu như là nhiều người trên thế giới tập vào trong cái game này mà chơi cùng nhau. Chúng ta có thể kết bạn với một số những bạn khác hoặc là mời dự tiệc đồ này nó, nhưng mà có nhiều người kiểu như cái mời tiệc á nó có lẽ nó hơi phiền. Với lại á, mình thấy á thì đa phần các bạn á vô trò này không phải chơi đâu, mà là để phát cùng chó. Thì sau khi thì mình nghe cái câu này á, chắc nhiều bạn trong hội F3 đã khen khá là cay. Kiểu như là vô trong game ngoài đời ít nhất là kiểu như là có một thằng boy đó, hay là một thằng girl là nó, một con girl là nó kiểu như là muốn cảm giác mà kiểu như là nắm tay đồ á. Kiểu như cho một ế đi chút. Đấy, nói gì chua cái gì, mình nói vui vậy thôi. Chứ con game này kiểu như chúng ta có thể gặp bạn bè cùng nhau, nhưng mà trên điện thoại. Với lại có một cái hoạt động kiểu như là diễn ra là phổ biến nhất, đó là câu cá. Và cái câu cá là mình thấy nó kiểu như nó vô lý nhất là trong con game này á, thì chúng ta sẽ câu những con cá kiểu như là từ nhỏ cho đến lớn, thậm chí những con mà kiểu như là sống trong vùng nước ngọt lại trôi dạt ra ngoài biển và chúng ta vô được câu được. Ví dụ như là con cá sấu mà sống ở nước mặn mà lại trôi ra đến biển, khá là lạ. Mà chắc là cá sấu kiểu như là có thể di dời qua những khu vực khác để sinh sống ở, cho nên mình thấy khá là bình thường. Và trong đó thì chúng ta có thể kiểu như là làm nhà nè, rồi mua xe nè, kiểu như là tham gia vô mấy cái khu giải trí, hoặc là mua quần áo thời trang đồ, hoặc là làm những nhiệm vụ hàng ngày để nhận tiền kim cương. Đấy, mình thấy trò này khá là vui, cho nên mình đã tải trong mấy tuần trước. Và hơn và ngoài ra là khiến con game này cũng kiểu như một cái trend cho những bạn mà 2K3, 2K4 gì đó, là kiểu như làm mấy cái TikTok đồ làm về con game Play Together này, kiểu như là làm về nghèo giàu đồ.
thì mình thấy ám ảnh cái đó là á. Nhưng mà do con game này nó quá là đỏ cho nên mình đã quyết định tải về để mình chơi thử. Và công nhận con game này nói chung khá hay á, cũng khá hay. Và những bạn nào á kiểu như muốn kết bạn nhưng mà trong game á thì các bạn hãy nhớ là gọi cái tên là Mega TNT nha, mới đặt ngay cái tên đó luôn đấy. Và mình không liên thiên nói lên tên gì nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong game cho các bạn xem những gì mà mình đã làm ở trong con game này nha. Và như một khi á, nếu bạn nào thấy video này hay á thì hãy để lại comment phía dưới phần bình luận, like video này, share, subscribe kênh, đồng thời ấn chuông bên cạnh để nhận thêm những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Và series Thế Giới Công Nghệ ở tập 2 á, mình đã bắt đầu chuẩn bị đến giai đoạn giữa cũng như là còn tới giai đoạn cuối đến hồn tập tiếp tục này, nó khá là lâu. Ok, mà không liên thiên gì nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu bỏ game mình chơi thôi. Ok, giờ mình đã bắt nó vào cái trong game Play to Kids đây cho các bạn xem rồi. Nhìn vô game chơi nha. Ok, đầu vào nha. Trong đây á thì cũng như lên thành phố nó cũng khá là rộng và cũng có nhiều nơi để mình có thể vào bên trong mà khám phá xem có gì hay ho không. Và một cái nhiệm vụ mà cũng như tôi kiếm tiền chính trong đây đó là chơi câu cá. Ở đây á là có một cái bầy mà bán hoặc là mua dụng câu cá. Dùng bán cá thì ở trong đây các bạn có thể lựa những con cá mà mình cho là cũng như là không có giá trị gì mấy, và các bạn có thể bán. Thì trong đây á thì mình thấy không có giá trị là mấy con tôm này nè, con cá này nữa nè, chắc là mình chỉ bán mấy con mà dưới 20 thôi. Bán mấy con 20 thôi. Bán mấy con mà cũng như 20 tiền á đó. Đó bán mấy con này đó. Hoặc là các bạn có thể vô mua một con câu khác. Đó, cái này là 15 ngàn. Thôi mình không nhiều tiền nó mất đó thôi nha. Hoặc là ở đây á là các bạn có thể vào cái vòng xích đu này các bạn chơi mà chắc cũng chỉ ngắm cảnh thôi à. Còn cái nhiệm vụ chính ở đây á là mình sẽ đi câu cá nha. Câu cá đây mình có cây câu phao vịt. Ở đây có cái biển báo là có cá mập mà cái lúc mình nhảy xuống là không thấy một con cá mập nào mà bơi qua hết. Mình sẽ tới một cái chỗ nào xa xa hơn. Các bạn đừng tới mấy cái chỗ mà cũng nhìn hơi cạn cạn nha, không câu được đâu. Đây, ở đây nè. Là các bạn phải giờ đến khoảng là 5 đến 15 giây sau là sẽ có một con cá. Thế một con nào mà lớn thì các bạn câu trúng một con khá là béo ngậy. Có ngon ghẻ. Mình xem con gì đây, con gì đây. Con má nó. Mình cứ tưởng cái bóng con cá lớn này là câu được con cá khá là ngon. Mà khi câu lên chỉ là một con cá sư tử thôi. Tức. Ồ.
Mông cá này là con cá nó lớn lớn chút. Mày lừa bố mày. Lại nữa. Phát là nó. Tức thôi, thôi mình ra khỏi đây. Chỗ này toàn là con mấy con cái đâu mà bé tí á. Nó có nhiệm vụ, nó có cho mình nè. Chắc mình lấy váy chụp mình đi. Ui, con bạn kìa. Hello, con bạn. Ông dân kia xin lỗi nhưng mong bạn hợp tác. Chúng tôi thì đây đều như món đồ yếu tắc lại trong Plaza. Bạn có thể tìm cùng chúng tôi được không? Hiện tại khá là rảnh thôi, game làm đi. Có khi kiếm tiền. Tìm vào vị mất trong Plaza và vị mất tỏa sáng đặc biệt. Thám tử. Thì mình nên vô là thám tử lần danh, nhưng không phải là vụ án giết người gì cả, chỉ là tìm đồ vật bị mất thôi. Mình phải tìm ra cái giỏ sách đâu thôi ta. Cái đó là giỏ sách á. Mình không biết phải tìm ở đâu nữa. Later. Nani? Rồi xong rồi, sắp rồi, không tìm thấy rồi. Rồi mình phao rồi các bạn ơi. Mình không tìm được cái cặp đó, mình không biết cái nó đang ở đâu á. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Chịu thua luôn. Đó, khoai cá thiệt. Mình xem còn chỗ nào nữa không. À, cái khinh khí cầu. Nhắc khinh khí cầu á là mình vẫn chưa được đi lần nào hết. Nên mình sẽ xem đi được không. Ủa sao nó không cho bay quá lạ nha. Cho mình bay hả. Cày à, ở đây còn cái trường hợp nữa các bạn à. Thì nhắc trường hợp á, đã cũng đã gần gần đến cái ngày mà chúng ta đi học rồi á. Thì mình cũng muốn vô học một cái lớp học kiểu như lớp học game đi. Đi vô. Mình đã vô thử á, thì kiểu như nó cũng giống như mấy cái trường cấp 2, cấp 3 rồi á. Học sinh đi. Ồ. 9 giờ học sinh học rồi. Phần chi tế bào bằng cách sử dụng. Ồ, một. A few moments later. Nhìn rối mắt quá. Ô, hết rồi.
À, cái này nó không đánh giá, nó không dùng điểm để đánh giá một học sinh, mà nó dùng là như là chữ để kiểu như kiểu đánh giá học sinh giống như mấy bên nước ngoài vậy, kiểu như là dùng bên đó họ dùng chữ nó kiểu như là F là điểm kém đi, còn A cộng là điểm cao đó. Với lại ở đây kiểu như là thời gian tiết học đó, kiểu như chúng ta kiểu như có cảm giác là kiểu như là đang học ở một ngôi trường thật sự, nhưng mà là trường học trong game. Ở đây còn có căng tin nữa nha, căng tin đây cũng khá là nhìn cũng khá là hoành tráng, người ta trang đồ á, nhưng mà khi mình vào trong thì what the f- nó chỉ có 3 món thôi. Để salad rau củ nè, mình mua luôn. Súp nấm, mì sốt, mì ý sốt cà. Đó. Tốt hết. Mình báo giả là có mấy phút mà coi như có mấy giây là đã chuẩn bị vào học rồi. Tiết toán cao cấp nữa. Ok, vào trong. Xem cái tiết toán cao cấp này nó sao. Nó vào cái hệ số theo thứ tự rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 9. Hôm sau 7, 4, 8, 9, 5, 4, 5, 4, 5, 2, 5, 3, 5, 4. Mình đứng hạng 3 các bạn à, mình đứng hạng 3. Còn điểm A hả? Kết thúc lớp học rồi, nhiều đó à? Ồ, vậy là xong rồi hả? Vậy là mình chỉ tham gia là có 2 tiết học là tiết sinh học với lại tiết toán thôi à? Là xong à? Rồi ra. Đâu? À còn phía bên đây nữa, bên đây là khá là hoành tráng hơn á. Ở trong đây á là có cái khu mà Play to Kids The Game Show này nè, là có nhiều trò chơi ở trong đó. Thì mình có thể vào trong chơi bất kỳ con game nào chơi cùng nhau. Và cái trò chơi anh nó xảy ra ngẫu nhiên chứ phải là cũng như nó cho phép bạn lựa cái trò chơi nào mà bạn muốn. Như cái cuộc đua này nè, nó sẽ cho các bạn nhiều cái địa hình khác nhau á để các bạn đua. Và nó không kém cái đường đua mà nó gây ức chế cho người chơi không á, trong đó của mình nữa. Có những cái địa hình mà mình thấy nó khá là ức chế, mình nghĩ là chắc cái bạn đến trường thành này chắc cũng nằm trong số đó. Mình những kiểu chạy giống như kiểu nào tô vậy. Tới rồi. Xong. Mình xem là có lỡ được ai không. Lỡ được 5 người. Lỡ được 5 người các bạn à. 5 người. Trò tiếp theo mình xem là trò gì đây. Đua một chiếc ngại vật. Cái này nó khá là rối rắm và ức chế với mình à. Khó thiệt. Mình đã từng chơi rồi, nhưng mình biết cái cảm giác chế. Vô.
thề thiệt. Tại cũng tại cái kiểu nhảy như lon. Nên mình mới chết. Đó, mình mới nó xong. Mới nó dứt câu rồi đã. Là chết rồi, tất công. Years later. Cái gì vậy? Ủa sao cái gì vậy? Quá. Bố mình nhịn được lâu lắm rồi đi nhé. Mình thấy cái mày này đó. Mày này kiểu như nó đánh lừa mình á. Là có vài cái đường đi mà cái gì nó kiểu như nó xuyên thấu luôn á, nên mình đi qua rồi mình lọt xuống đó luôn. Ui mình đi nhẹ nhẹ. Cái đi mẹ cuộc đời. Gọi là đi đường này cũng được. Ủa Ô cái thằng chết tiệt, cái thằng trước mình đi qua nó còn chịu nhảy qua, nó còn đứng thừa lùa đó nữa. Nó tính ác sát mình là gì vậy à? Đó là mình tức là tức. Cây quay đi qua đây rồi. Oh yeah. Mình mà bước lên mấy cái thềm đỏ hay chạm vào á thì sẽ quay lại cái vị trí ban đầu. Tôi mất chạy á. Có vậy không? Tức. Ui nhanh lên. Không làm tiếp tục hậu rồi mình thất bại luôn á, là mình bị lọt ra luôn á. Trời. Mày mờ rồi. Rồi đây. Mày chết tiệt này. Ôi xong rồi. Địt mẹ mày nó cay vậy. Rồi xong mình bị thòi rồi các bạn ơi. Ôi rồi, tức quá. Còn thằng mình đây, tức. Ok, mình chơi như đó thật, tức lắm rồi. Đấy, có không phải cái địa hình đó mà các bạn muốn các bạn chơi á, là các bạn ức chế lắm. À, như là ở đây á, còn có một cái khu vực trò chơi nữa. Cái đó nó nằm ở cái, hình như là phần cái, đó cái tòa nhà bỏ hoang đó á. Tòa nhà mà có xương đồ bay lơ lửng lên á. Cái đó chúng ta có thể vô một cái trò mà kiểu như là ngụy trang thành những cái đồ vật á. Thì chúng ta có thể lẩn trốn với mấy con zombie á. Và các bạn nên nhớ là cái trò này á, nó chỉ có thể chơi vào ban đêm thôi, chứ ban ngày thì không có đâu nha. Thì kiểu giống như mấy cái trò mà tâm linh á. Cái tâm linh là mình nhớ đến cái tháng cô hồn tháng 7 á. Cái tháng cô hồn mình cũng bọc mấy lần cái tháng 7 đó. Cái đó là tháng sinh của mình đó nha. Ở đây á, thì nó có cho mình tăng tốc độ cái lúc mà chúng ta bị mấy con zombie phát hiện ra á, thì bạn có thể kích hoạt được cái khả năng tăng tốc này á. Còn mình á, thì thôi chắc là roll ra nếu mình không còn mua. Đéo tin. Lượng mũi chỗ nào bắn chút. Thì mình làm thành một cái gì đây? Cái xe đẩy. Ui, đó cái zombie á các bạn à, zombie. Những con zombie kiểu giống như là Minecraft vậy. Khá vui. Có điều hơi hồ hộp xíu. Sao, mình roll lớn.
mình mà lẫn vô với chiếc xe này đốn cùng thì mà nào bắt mình. Ảo chó, xe ảo chó. Đó. Đó, con đứa bị bắt rồi các bạn ạ. Con đứa bị bắt rồi, con đứa rồi. Bọn mình không có thằng thằng một lờ nào tới gần mình, nó cao mình nhát. Nó đi rồi, nó đi rồi các bạn, nó đi rồi. Bọn mình đó không có đi ngang qua đây. Đừng đi qua đây. Mình xin luôn á. Ok, nó đi rồi. Ok, mình đi. Đứng hình. Hay gì đây? Ồ, ra một cái thì giống cái ghế hay là cái thùng gì vậy ta? Ồ, có cái bị bắt rồi. Gì đâu còn ai đâu. 4, 5. Ok, mình tới đó mình chọc mấy tụi nó luôn. Đó, tao ở đây nè, tao ở đây nè. Bước tới đây. Đó, easy. Mình thấy cái trò này khá là dễ. Nhưng mà nó hơi hồ hộp xíu. Nè, như đó thôi. Mình cho các bạn xem cái game này là đủ rồi. Và cái địa điểm cuối cùng mình muốn cho các bạn tới là khu cắm trại. Ok, mình sẽ thoát ra đây. Đó, cái chỗ camping đó, cái chỗ cắm trại đó. Mình sẽ cho các bạn. Từ mình lấy câu đi. Mình sẽ lấy cái chiếc xe đặt mình đây trong đó cho nhanh. Mà tính ra là mình chỉ cần đi bộ tới hết là xong mà các bạn à. Đây, tới rồi. Thì chỗ này được cái khu cắm trại cho mọi người á. Ở đây có lửa trại rồi, có lều trại rồi. Có một cái hồ này. Hồ này cũng là cái chỗ để câu cá luôn. Và đặc biệt cái nơi mà câu được nhiều cá khá là béo bở ở đây á. Đã bắt được cái con sú này nè. Con sú này á, kiểu như nó câu được mấy con cá mà kiểu như là có cân á. Ví dụ như cái con cá trê mà từ cái thằng mà Nem Mi 2 này nè. Câu được nó cá trê hay là con cá da trơn. Để ở đây mà câu mình xem là có cái con nào ngon để mình đốp để mình câu không. Thì mong mình không câu mấy con mà mấy con lờ thôi. Thì bông ơ thì chạy rồi tức. Vô lại. Con cá. Hello. Tin con mẹ mày. Fuck. Còn gần hơn xíu. Mình đang ở dưới nước không câu được. Mình nghĩ là mình câu mấy cái chỗ mà gần cái thác suối đang đổ xuống này nè. Kiểu như cái thác suối này kiểu như nó cuốn thêm mấy con cá khác xuống đây nên mình chạy đớp hơn. Đây con cá dưới đây nè. Nhưng mà á. Sao mày ngu thế hả? Đúng rồi. Cái này khá là béo, khá là béo bở nha. Từ cái nào nó đớp á mình mới câu nha. Chứ mà bánh sớm quá là mình không câu được luôn. Hoặc là mũi quá nó ăn được mồi luôn. Ồ, cá một kỷ lục mới. Ngon ấy, cũng ngon. Nhưng mà cũng có 94 đồng mà. Nhưng mà giờ cũng đỡ rồi. Ở đây có trang trí nè. Khuôn mặt mới. Điệu nhảy.
hãm lờ. Điều gì hãm lờ? Bách kho đây. Trong đây là kiểu như có danh sách những loài mà mình đã câu được. Thì mình xem là mình đã câu được nhờ khoảng là 3, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23. Mình câu được 23 con rồi. Đây mình câu tiếp nha. Xem gì ngon ngon. Cá khác nè. Mình xem con này có to. Con gì đây, con gì đây? Ơ à. No! Điên mẹ. Ừ, cây vật. Ok ok, mình không câu nữa, mình ngán. Rồi mình đi về. Về sẵn tiền mình chờ luôn các bạn rồi, tại vì mình cũng chơi xong được bữa nay rồi. Ngày mai mình quay lại chơi tiếp, quay cho các bạn xem. Ok, mình đã ra rồi. Rồi mình xong cái phần mà giới thiệu cái con game này một phần cho các bạn rồi. Thì chắc mình cũng phải tạm dừng cái video này tới đây thôi. Và nếu bạn nào thấy video này hay á, thì hãy để lại comment phía dưới phần bình luận cho mình. Và nhớ like video này, share, subscribe kênh, đồng thời bấm nút chuông bên cạnh để nhận thêm những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Và mình chúc các bạn là có một sức khỏe tốt để bảo vệ cộng đồng khỏi dịch Covid. Và chuẩn bị đón năm học mới đầy niềm vui. Đấy. Ok, tạm biệt các bạn nha. Ok, ngày tiếp theo mình sẽ vô chơi một lần nữa nha các bạn. Mình còn có vài cái mình chưa cho các bạn xem.